Chuyển sang thông tin ghi nhận tại huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, huyện Đất Đỏ vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại và biểu dương những đóng góp của các thầy thuốc và đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân huyện nhà thời gian qua. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, thầy thuốc như mẹ hiền, các y bác sĩ, các lương y dược sĩ, cán bộ và nhân viên trong ngành y tế huyện Đất Đỏ đã và đang tiếp tục phấn đấu không ngừng nhằm nâng cao trình độ, rèn luyện phẩm chất, hết lòng chăm sóc người bệnh. Phát biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, lãnh đạo huyện Đất Đỏ biểu dương những thành tích mà Trung tâm Y tế huyện, các trạm y tế đã đạt được thời gian qua, đồng thời mong muốn các y bác sĩ bệnh viện tiếp tục tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, qua đó thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng 20 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.